Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng hân hoan chào đón giám đốc của đài Ai Điện Miệt Vườn, Mr. Quỳnh Long Hổ. Các quý vị thấy nụ cười tôi khai khác thường phải không? Bởi vì miệng cười mà lòng căng lắm. Năm ngoái chỉ có một thí sinh dự thi thôi, mà năm nay có tới hai thí sinh, đông quá. Làm sao mà đủ giờ để thi đây? Tới giờ rồi mà không thấy ai tới dự thi, có khi nào nó bỏ không ta? Nó cancel là mình chết à. Không có tiền trả tiền rạp á. Không được. Giái ông bà cho mấy cha mấy mẹ đừng có bỏ thi. Không lẽ ma hát hay sao? Hey, tôi đi nè, ma cái gì mà ma, ta hát không nhìn bên đây thì vòng vòng bên kia nó ta ma. Nghe gì đó đi. Dạ, ca sĩ có tuổi chưa có tên xin trân trọng kính chào quý vị. Chào cô. Chào anh, hân hạnh được biết anh. Dạ. Yeah. Gặp anh là mừng lắm rồi. Công nhận ha, ở đây quản gia mà mặc đồ đẹp ghê á. Mà cô nghĩ sao vậy? Dạ sao? Mà sao cô nói tôi là quản gia? Dạ tại vì thấy anh ăn mặc sáng lòa quá nè. Tôi trân trọng giới thiệu cho cô biết. Dạ. Tôi là giám đốc đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn. Dạ. Quỳnh Long Hổ. Quỳnh Long Hổ. Trời ơi sao hổ mà em không thấy có miếng hổ nào mà em thấy nguyên cái mặt con mèo vậy? Thiệt. Mèo trong hổ. Thiệt vậy hả? Ngoài mèo trong hổ. Thôi để mai mốt biết đi. Cô là thí sinh phải không? À, dạ thí sinh, em là ca sĩ. Trời ơi ca sĩ em phải mặc đồ gì chứ không phải ca sĩ mặc gì ra tao tưởng điên. Em nói thiệt anh, em mặc cái kiểu này ra cảnh sát giao thông rất là cảm ơn, bị gì không bao giờ đụng xe. Đúng rồi nha. Lấy số báo danh chưa? Đâu có ai đưa đâu biết lấy. Tại sao không lấy? Có ai đưa đâu lấy. Ờ mà có phát đâu là có. Trời cái này dung kiếm không? Trời ơi. Đây cầm lấy. Đâu có ăn bánh in đâu đường chi. Còn phải bánh in. Đây nè. Ai trời ơi trời ơi. Số báo danh không biết là tưởng cái bánh in không à. Ừ. Trời ơi 2001. Chết rồi. Em 2001 là còn tới 2000 thí sinh. Làm sao thi được. Mấy tháng nữa mới thi. Anh ơi má em nói là phải thi trong ngày hôm nay. Bắt giá là em phải lên thôi. Không lên là má em buồn lắm. Anh ơi cho em thi đi. Trời anh, ơi anh, bình tĩnh. Cha này dê dễ sợ luôn. Mình té cho té theo à. Trời đất ơi. Lôi mình ra nó nói mình dê. Hèn gái sát sát nhào nhào vô. Cô bình tĩnh đi. 2000 là viết cho chơi thôi. Trời ơi. Cô là người đầu tiên á. Trời. Cái này nổ thế ớn nổ tới 2000 trả giá nhiều cũng dính á. Ừ. 2000 em bỏ bao. Ừ. Bây giờ cho em thuê đi. Cho em thuê đi. Anh là ơi làm ơn lăn cho em lên đi anh. Đi. Đừng có lo. Hãy tới đây vô tay tôi là phải lên thôi. Đó đúng rồi. Anh nha. Lên nha anh nha. Nhưng mà trước nhất là tiền bạc phải sòng phẳng. Trời ơi tiền là chuyện bình thường. Mà em nói thiệt với anh, từ nhỏ tới lớn em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không biết phải tiền. Cái xài gì? Hạt sàng. Hả? Hạt sàng. Ừ, má dẫn đi ăn bún riêu với tô bún mắm mà má trả hạt sàng 5 ly. Trời đất ơi. Thọ khỏi thôi. Giàu nha, trúng bánh rồi đó. Dạ không biết có giàu không mà hộp phần đóng đóng ở nhà đông bằng lau ăn không. Nghe cô nói vậy thì được rồi. Dạ. Cô mà tới cái lò của tôi là quá đúng rồi. Cô mà tới lò tôi thì chắc chắn tôi sẽ lăn xê cô nổi tiếng. Khoan khoan cái gì? À cái lò. Trời. Trời ơi ca sĩ mà ông nói cái lò làm như nướng bánh mì. Trời ông làm như tôi lò luyện đơn á. Lò luyện ca sĩ. Ông gớm ông lò luyện ca sĩ. Ừ. Lò của tôi đó đặc biệt lắm. Dạ. Lò khác đó là chỉ là công nghệ lăn xê thôi. À đúng rồi. Còn lò của tôi là có cả một âm mưu lăn xê. Nghe không? Cái lò của anh có cả một âm mưu lăng xê. Ừ. Vậy anh đừng gọi nó là cái lò. Tôi gọi bằng cái gì? Gọi là cái động đi. Hả? Cái động nghe thấy ghê quá không được. Thế là tự nhiên lăng xê mà ông làm theo cả một âm mưu lăng xê. Âm mưu lăng xê cái lò nó đâu có tương xứng đâu. Trời mẹ cái động ca sĩ đi.
ai muốn nghỉ sao nghỉ. Thôi được rồi, con muốn kêu gì cũng được. Ờ. Nhưng mà nói cho cô nghe. Sao? Cô biết tại sao tôi nói vậy không? Tại sao? Tại vì ở đây tôi có chuyên gia lăng xê đàng hoàng. Trời, có chuyên gia. Mà chuyên gia này không phải lời bình thường nha. Trời ơi. Mà là chuyên gia về văn hóa, văn học, y học, dân tộc, nghệ thuật, Đại học Văn nghệ Miệt vườn quốc tế. Trời ơi, em biết rồi nha. Cha này vừa là chuyên gia mà vừa chích thuốc nữa nè. Ừ? Sao nói vậy? Thế gì văn hóa, văn nghệ, y học, dân tộc, y học là chích thuốc chắc luôn. À, cái này là cô thông minh. Ừ. Tôi luyện rất là kỹ. Dạ. Luyện từ sáng tới chiều. Dạ. Hai ca sĩ mệt, đem vô chích mũi bắt ra luyện tiếp. Trời ơi, hay quá. Đúng là cái động này có một không ai. Đừng, đừng nói động. À, bây giờ... để mời chuyên gia em. Mời chuyên gia ra nha. Ừ nè, ông cầm ông trâu luôn nè. Mẹ bà thí sinh của mình cũng đưa bài giặt đưa bà số báo danh. Em muốn gặp chặt trò gặp chuyên gia. Mời chuyên gia vào. Gentlemen, how are you? I am come from South America. My name Banca Ambulang. Này tôi mất vô. Welcome everyone, idol Vietnamese, thanh kiều, very much. Hay quá. Hay quá. Trời ơi, chuyên gia hay quá. Mà em nói thiệt, anh em muốn làm ca sĩ giật giật nhạc thân chứ em không có chơi ca kịch Quảng Đông. Không phải, cái này là cái môn ông mới tu nghiệp ở Trung Quốc về. Thấy không? Ừ. Ủa, ông đi luyện thêm Trung Quốc vậy nữa hả? Ừ. Rồi mẹ bảo hát quả còn hát tiếng Anh tới lỗ dịch không? À. Đây là nói chuyện với ông chút. Nói không coi. À, anh biết tiếng Việt không? À, ambulan bằng cá. Trời ơi. À, cô này muốn lên. Tên thì nghe muốn mình bệnh. Có cách đưa lên không? Sơn phủ, chị bàn chú ba chị, xe mẹ phủ, xe mẹ đen. Trời ơi. Hai này ăn chung mát lắm á. Dạ, chuyên gia nói có rất nhiều chiêu thức. Ờ. À, cái chiêu thức thứ nhất á. Dạ. Hồi nãy cô nói là cô là có tuổi mà chưa có tên. Dạ đúng rồi, hát hoài mẹ bà tuổi càng ngày càng lên tên không ai biết. Muốn vậy mình phải tạo sự căng đan. Tạo sao? À cô biết không? Sao? Có nhiều ca sĩ hát rất nhiều năm. Đúng. Nhưng mà không nổi. Đúng. Tại sao? Tại sao? Tại vì không biết tạo sự căng đan. Sự căng đan là sao? Mình phải tạo sự căng đan. Tạo đi. Đi giật chồng người khác. Tạo không? Tạo mẹ bà đang làm ca sĩ không làm tự nhiên đi giật chồng ta. Đi. Tôi nói ông nghe, đời tôi nói thiệt, tôi rất là đạo đức, má tôi dạy không nên giật chồng người ta, dụ chồng người ta đi theo mình luôn thì được. Trời ơi, trời không được cô ơi, cái này giả bộ thôi mà. Giả bộ sao? Dụ là giới thiệt quá không được. Ờ. Tôi giàn cảnh nghe không? Sao? Tôi vừa bước xuống sân khấu. Ừ. Một người đàn bà nhào tới nắm đầu cô quýnh tả tơi, thấy không? Cô phải đứng yên cho người ta đánh. Trời trời. Tự nhiên đàn bà đánh tả tơi cũng như là giật chồng ta mà cho vợ ta biết luôn. Ừ. Gan quá. Chứ sao? Vậy là không ngẫu về mặt ca sĩ mẹ bà sáng mai báo đăng con quỷ này chuyên môn giật chồng ta. Lúc đó không phải một người đánh cả làng cả xóm nó kéo nhau nó quánh thấy bà đậu luôn rồi hết làm luôn. Cháu ngu hả? Điên à? À, không được thì mình tung chiêu khác. Chiêu khác đi, thì chiêu này sao được? Cái chiêu này thì cô phải chịu khó đụng tới cảnh sát tội phạm hình sự quốc tế. Trời, Interpol. Trời. Nghe không? Cô phải lén bỏ nửa ký ma túy vô cái vỏ. Tới thị trường, tới cái cổng check security boy đó. Ừ. Nghe không? Ừ. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại cho tao má nó kêu ầm lên, thấy không? Tập trung tất cả cảnh sát lại. Ở đây tôi set up TV trực tiếp truyền hình, cô sẽ nổi tiếng. Trời ơi, lúc đó nổi lắm. Mà anh nhớ kêu nó quay cái đoạn sau chứ. Đoạn cái nào? Đoạn mà em căng tay ra cái bịch miếng vải đen nữa đó. Là sao? Sự bắn đó ông nội. Trời ơi, tôi nghĩ sao đem nửa ký ma túy mà còn đi tới security chạy qua chạy lại nữa. Sam sam si phản su si. Chứ từ tôi vô cái động này có lộn không vậy trời? Hổ. Dạ. Sexy. Trời ơi.
À, nếu hai chiêu đó không được thì chuyên gia có chiêu cuối cùng. Chuyên gia gì nữa? Tung hình sách lên mạng. Trời ơi, được nha. Cái này tôi chịu nha. Trời ơi, cảm ơn. Em rất cảm ơn hai anh. Vì lăng xê em mà hai anh tung hình xét của mình lên mạng. No. Me. Ok. Him. Ọc. Là gì? Ông nói hình ổng á tung lên mạng. Ok. Hình tôi tung lên. Người ta học máu trào đờm. Hổ. Nội bộ giải quyết gì mệt ghê. Em gái. Chuyên gia xin nói cho em gái biết rằng không phải tung hình set của anh lên trên mạng mà tung hình set của em lên trên mạng. Không được, tôi không làm chuyện đó đâu. Tôi không bao giờ chơi như vậy. Bán mình sao? Anh nói cho em nghe. Gì? Mấy anh chỉ nói giỡn chơi thôi. Chứ chiêu thức của mấy anh không phải làm cho em á là thủ phạm mà sẽ biến em thành một nạn nhân. Làm sao nói không có hiểu, giải thích cho con nghĩa là cái vụ đánh ghen á không phải là em giật chồng người ta mà đánh ghen lầm. Đánh ghen lầm sau đó anh cho báo chí túa xua tới nhào tới chụp hình đăng báo. Fan club em thương em, ái mộ em, đúng tội rồi. Nghiệp em. Hay em đó. Nổi tiếng đúng rồi. Đánh lộn đi, đánh lộn đi. Khương thích đầy mình nhưng mà lộn, hiểu không? Đó chiêu thức thứ hai đó, cái đó, vụ ma túy, cái vụ ma túy. Không phải đứt tay bỏ vào trong cái vỏ mà là một thằng khốn nạn rồi nó bỏ vô đó. Xong rồi em vô tình em xách em chạy đó. Chạy qua cổng security nó kêu lên xong rồi bullet ập tới rồi ngày mai anh đăng báo lên bạn em bị quan. Trời ơi, em là anh hùng đó. Rồi cái vụ xét. Cái vụ xét không phải hình xét của em đó. Cái mặt của em mà hình của con khác. Đó, vậy đi đưa hình em là trái mạng đó. Đó em xin anh nghe, đừng nha. Hiểu đừng chưa? Đừng cho tất cả internet ngừng hoạt động. Rồi, bây giờ em tin tưởng vào cái khả năng mà lăng xê của tụi anh chưa? Biết rồi, nói như anh em mới yên tâm. Cha anh thì thiệt tình, nó nói em có đầu đuôi. Nói đầu đuôi hết. Phải có chuyên gia giải thích chứ. Ồ à. Dạ. Mì mò mò. Thân gia muốn anh hỏi là em có biết nhạc lý không? À sợ nhạc lý sao không biết, làm ca sĩ biết nhạc lý. Nhạc lý là mấy cái thẻ. Nốt nhạc. Mấy cái thẻ gì nè, rồi treo lên mấy cái sợi dây điện văng ngang. Đó. Bốn giây. Kêu là nốt nhạc. Bây giờ em có biết là trên son là cái gì? La. Trên la. Si. Trên si. Đô. Trên đô. Ơ. Ơ là nốt gì? Euro. Euro gì? Euro mắc hơn đô. Má em nhà đổi hoài nè, đô rẻ hơn euro mấy trăm. Ồ. Dạ. Hát gì? Thử bây giờ chuyên gia muốn thử giọng em. Bây giờ em phải hát cho chuyên gia nghe để chuyên gia tính cách cho em. Đó, em sẽ hát để em build cái giọng em ra. Rồi. Nhưng mà em nói thiệt đó là em hát đó, là em phải có người bè em mới hát được. Ờ. Hai anh làm hai cái bè cho em được không? Bè có tiền không? Có, đi bè nhỏ, đi bè lớn đi. Ok. Bè liền. Rồi nha, ra ráng bè nha. Rồi. Khi nào mà em ra hiểu bực cái là bè. Ok, nha. Ok, em xin hát bài vũ điệu ôm ôm. Nằm xuống. Cầu thủ gì vậy? Gì vậy? Khủng bố. Ai? Trời ơi, em mới nói em ôm ôm đó. Trời ơi ông ơi, bài hát vũ điệu bơm bơm. Ôm bơm hồi nào? Trời ơi, vậy mà tưởng khủng bố. Ôi, Trung Quốc về không có rành tiếng Việt. Ông nậu này, ông không chuyên gia, em quánh giá rồi. Bây giờ em đây giới thiệu đi, em mang hát đi ha. Sau đây, bài hát vũ điệu bơm bơm bắt đầu vô. Hai đứa mắt bố chưa điệu á nha, cần tập lại. Xinh ghê ngất ngây kia mày gắt ngay ta chơi bên nhau quên sao em ơi. Đêm nay em rất xinh ơi, em rất xinh, cho ta đi nhanh thì đi nhạc đi chạy. Bấm lên ga. Bấm lên ga. Ha ha ha.
Em hát gì vậy? Mày khùng hả? Cái gì khùng? Ta hát hết còn ha 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 nữa. Không biết nó hát cái bài gì mà không nghe được chữ nào. Nó nghe bom không, nó tao tưởng nó kêu mình đi bom xe đạp. Nghe kỹ rồi đoạn cuối là đi kêu bom ga. Mệt quá. Còn đỡ nha. Nó hát chút xíu nữa FBI tới hốt tôi với ông luôn á. Sao vậy? Con này nó dũng cảm quá không? Nó gan hơn cảm tử quân của Osama Bin Laden nữa. Mấy quỷ dịch kia nó ôm bom nó nhào trong xe tăng á. Còn con quỷ này nó ôm bom nó chạy vòng vòng nó còn la tôi ôm bom nữa. Kêu hát bài khác đi. Nó hát vậy mới mau nổi. Em ơi. Vậy? Em có giọng tốt lắm. Nhưng mà em hát không hiểu gì hết. Bây giờ em hát cái bài khác mà nó tình cảm nhẹ nhàng chút đi. Hát được chứ. Ừ. Bài đó nghe không kịp thì em hát tình cảm. Được. Nhưng mà với điều kiện là phải có hoàn cảnh xảy ra đi rồi em mới nhập theo em hát được. Hoàn cảnh gì? Nghe em biết diễn nữa đó. Biết diễn đó ha. Hoàn cảnh vậy thì em nghĩ không có gì đau thương bằng bị chồng bỏ hết trơn á. Tại vì nào giờ em chuyên môn bỏ chồng, em không biết cảm giác chồng bỏ em là sao nữa. Anh làm thử em coi coi nó đau đớn tới mức độ nào. Bây giờ ai làm? Anh làm chồng em. Không, để ta. Anh làm chồng em. Này đi, kia làm con. Hả? Nghĩ làm sao? Khó quá, mà cứ dành không à. Mặt xấu quá. Đĩa bày đặt đồ đeo chân hạt. Giờ... giờ anh phải làm sao em? Ý gần bữa nay chân quả. Giờ làm sao em? Anh làm chồng em. Chồng em. Anh phải cứng rắn, một người đàn ông cứng rắn lên. Em năn nỉ cỡ nào cũng không chịu. Em dùng mỹ nhân kế cỡ nào nhưng cũng không chịu. Ok. Cứng rắn quyết định bỏ em chuyến này cho em đau đớn. Rồi. Nha, bởi vì em là một người con gái vợ hung dữ. Nha. Hồ ơi. Em. Ôm giọng nội. Cha này bởi vì cha này cha thèm ta lắm nè. Chùi nước giải đi kìa. Ở trên đây bản chất là bản chất không có giấu được miếng nào trên trời. Không cứ nhanh. Hổ ơi, em là vợ của anh nè, anh còn nhớ em không hả Hổ? Về ra. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, trở về với em đi anh, quay đầu về với em, quay đầu là bờ mà anh. Dạ. Quỳ lại đá mày đó. Tôi rồi à? Trời ơi, thái độ như vậy là đã hết yêu em thật rồi. Thế là hết duyên tình đôi ngả, chuyện chúng mình tan vỡ tay. Còn đâu tư tưởng những chiều buông lơi cho vòng tay khát khao. Có tình ai ngon bờ vai xa rời. Anh có biết bao đêm hao gầy giọt lệ để khóc vì ai. Tình làm mây cho dòng sông mãi trôi. Cuốn về đâu cho người thương nhớ người. Khi đã biết con tim tôi tan vỡ từ đây. Bờ môi anh làm em quá ngày dài, đôi vai mềm chất chứa ngọt ngào. Còn tình anh giờ đây đã xa lạ, cho lòng đau càng thêm buốt giá. Biết em yêu lầm trái tim hoang đường, nỗi đau ngậm ngùi ôi cương mê dày tâm. Dân yêu hoài yêu mãi không phải lời nói yêu ai đến nay chưa bay chưa nhạc thì có lẽ nào em dời sớm là mỗi chuyện đâu sầu đâu chỉ riêng anh đừng buồn em chi dần em chi trách em chi chứ phải tại em là người tạm sang phụ khó tay đó qua hồng dễ đổ qua lan hoàn cảnh trái ngang em đây đã nói.
nhau mà chỉ nói lời biệt ly, ta không đến với nhau xin chấp nhận đành xa lạ. Hơn nói tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa, cho dù xa cách nơi nơi em vẫn nhớ nhớ về anh trọn tâm chân tình. Anh ơi con mình nãy còn đâu đơn lẻ bi thương, chỉ mình tôi xót xôi đường đau. Anh ơi anh ở đâu cô ơi ân cô, tuy chung kiếp này đành lôi hèn không mong gì số một đòn viên quan khiên, cứ mãi chân chồng nước mắt càng dòng. Lòng em như môi xa kim châm tới bời tôi theo môi đường chạy trôi quanh cô, cho tôi thêm rõ mặt một con người dạng hoa nguy hiểm gì khi đối mặt cùng ông. Tôi đủ chân lý quan tòa tạm dân tên tội phạm thì ông ơi chỉ tại tuổi dài tuổi ngu nên bây giờ đau khổ. Ai xui gặp gỡ nhau chi ai xui gặp gỡ làm gì, duyên tình đã lỡ duyên tơ ngỡ ngàng tôi như một giấc chim bao. Ai ơi non non biết chọn gì đâu, lòng ta mang nặng nỗi sầu gì đâu nên nỗi đổi thương ra thù. Thôi anh đừng nói nữa làm gì. Nín nên đi anh lê đâm vai rồi buồn thương nữa chi. Về đi kẹo người ta chờ, kẹo người ta trông kìa một chuyến xe. Alibaba 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 Alibaba. Tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa ảnh cũng lại trời mưa. Tao giết mày. Có tổ mày, cái này chết nè. Khiên nó vào, khiên nó vào, khiên nó vào, khiên nó vào. Mày vô cho mày biết tao, tao giết. Mày làm như heo, mẹ bà nè. Mày đi, tao giết mày. Mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Mày chết đâu, mày chết nè. Ôi, mà phát nóng trong người vậy đó. Cái sự liên lạnh quá vậy ta. Hả? Trời ơi. Tao mày người nào vậy? Mày quanh nó cho tao. Quanh nó. Mau. Mau đúng rồi, đánh đổ mau đi. Trời ơi, nó xe tòng miếng hả mà xe hai miếng. Trời ơi, tức quá. Anh ơi, có ai trong nhà không cho hỏi thăm tí anh ơi? Em chào anh. Chào cô. Dạ xin lỗi anh, ở đây có phải là đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn không hả anh? Dạ tôi đúng. Dạ vâng, anh xin cho phép em được gặp giám đốc ạ. Dạ tôi là giám đốc. Thôi anh cứ đùa, cứ sáng sớm cứ gặp người nào đùa là em cứ thích thôi. Nhìn anh cứ như con cầy ghẻ ấy. Anh cho em gặp giám đốc đi anh, vì em không có thời gian anh ạ. Không, tôi nói thiệt, tôi là Quỳnh Long Hổ, giám đốc đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn đấy. Em nhìn anh nó giống con gì ấy chứ nó không giống con hổ. Con gì? Em nhìn con gì nó te tua như con này nhỉ? Con bạch tuột. Gớm khổ, áo quần sao cứ đeo cứ mực, không là mực thế kia. Anh ơi, đây đây. Thế à, anh Huỳnh Long Hổ là ô thì giống chưa? Che lại này chút, có cái vằn vằn này vào thì nó giống này. Đúng không? Vâng, em chào anh Cọp Giàng. Chào cô. Vâng. Cô có phải là thí sinh tới dự thi không? Vâng, em là thí sinh đến dự thi đấy ạ. Chứ không dỗi hơi mà đến nói chuyện. Cô lấy số báo danh này phải không? Có ai cho cái số nào đâu mà báo với đây, cả đây. Đây, số cô đây. Vâng, số em. Anh ơi, sao đến 2002 cơ, bao giờ mới được thi hả anh? Không, cô là người thứ nhì. 2000 viết cũng chơi chơi rồi thôi à. Có hai người, người thứ nhì thì viết làm chó cho nó mệt rồi. Cô tới dự thi bữa nay. Vâng. Cô có thể cho tôi biết là cô còn độc thân hay là có gia đình rồi? Gớm, em gần 40 rồi, nếu mà em độc thân thì ông bà mình bảo ế mẹ nó rồi. Thưa thật với anh là em đi thi em chả giấu hoàn cảnh gia đình em thì nó có phần vất vả hơn các anh chị phụ nữ khác. Yeah. Em thì có gia đình lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ đã ly dị. Vâng, em lập gia đình hồi năm 19 tuổi, 9 năm sau em được 7 đứa con.
9 năm đẻ 7 đứa. Vâng. Tướng như cá lòng tong mà đẻ dữ quá. Thôi anh buồn cười nhỉ, cá lòng tong nó cũng là con cá, nó bằng này thôi mà anh mổ bụng nó ra biết bao nhiêu trứng trong đấy anh ạ. À. Em cũng không ngoài lệ như con cá lòng tong. À, thế là chồng mà anh biết không, khổ hoàn cảnh chứ em nào muốn sinh nhiều con như thế, sinh nhiều con người nó sẽ bị hao mòn đi anh ạ. À. Đúng. Nhưng mà hoàn cảnh gớm, em lấy chồng không phải lấy chồng Việt Nam, em lấy chồng người Mỹ. À. Mà chồng em thì không biết nói tiếng Việt, em thì không biết nói tiếng Anh, thành thử ra dấu thế nào mà cứ tròn tròn một năm một đứa. Cứ chồng em nó bảo lô mo, em cứ tưởng là cái mo, mỗi lần cây cau nó ra cái mo là nó ra trái, em cứ tưởng ra trái là phải đẻ, thế là nó tòi ra. À. Ngộ quá. Vâng. À, cô có kế hoạch không hay là... Dạ vâng, em đã đi kế hoạch rồi đấy anh ạ. À. Em đã làm một lần nhưng mà chồng em thì nó bảo kiểu này, xong rồi em lại thích kiểu kia, xong cuối cùng hai vợ chồng hòa để đẻ luôn. Chồng em thì một hôm mới đẻ đến đứa thứ tư rồi, nó sợ quá, nó bảo là go ahead and cut. Cắt cái gì? Em có hiểu cái gì đâu, nó bảo đưa được cái kéo để em hiểu là nó bảo cắt đi đây, cắt cái buồng trứng đi, hiểu không? À. Xong rồi em lại nghiên cứu, em nghe mấy chị ấy bảo không cắt cái đấy đi, nhiều khi nó điên điên đấy. À. Thế em không cắt, em bảo no 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 no, cắt là treo ép. Cái gì? Éc là cái trứng đây. Sáng nào nó không bảo em làm cho nó ăn thì em biết cái éc là cái trứng. Thế em bảo treo éc tức là treo trứng. Nhưng mà anh biết không? Nghe em nghe treo nó không điên hẳn mà nó cứ tàn tàn nào, lâu lâu nó lại chạm dây lại cắn chồng rồi bỏ mẹ. Thôi em không làm nữa. Yeah, bỏ cái đó nè. Vâng. Cô bây giờ cô đang làm nghề gì? Dạ ngày trước thì em làm lông, bây giờ em làm leo. Làm gì cô? Ngày trước em làm lông. Làm lông là làm ruộng ấy. À. Không có. Xin lỗi, tôi không hiểu. Còn bây giờ em làm leo là làm móng tay lại. Dạ, dạ. Làm nông. Làm nông. Dạ. Làm nông. Ê cô ơi, nói này cô đừng giận nha. Giận gì anh? Tôi nghe mấy thằng bạn tôi nó nói tả gì con gái nhà nông á. Vâng. Nó nói vậy nè. Chưa đi chưa biết miền quê. Vâng. Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Dạ. Bởi cô con gái nhà nông. Vâng. Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời. Anh ơi, em ít khi nào biết bực tức với người đối diện lắm. Dạ. Nhưng mà ai nói thế nào với em thì em xin giả lại thế ấy. À dạ. Vâng, thì em xin phép anh, em giả lại cho anh 4 câu thơ mà anh đã phan vào mặt em. Dạ, không dám. Dạ. Vâng, thì em xin giả lời cho anh là: anh ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ đã đến kỳ, mong em không trồng thì lấy cái gì anh sơi. Bây giờ em hỏi anh, lúa nó chín đầy đồng, em không chung khu, em cắt thế này thì lấy cái gì anh ăn? Cảm ơn cô. Thôi bây giờ vậy, vô vấn đề chính đi ha. Vâng. Cô tới dự thi thì ở đây thể lệ thi gồm có hai phần. Vâng. Cô phải hát một bài nhạc chấm và một bài nhạc nhanh. Bây giờ cô muốn hát thể loại nào trước? Dạ em xin hát nhạc chậm trước. Nhạc chậm, cô hát loại nào? Dạ em xin hát thể loại ca trù. Ca trù. Vâng. Trời ơi cái này lâu lắm đó nha. Vâng. Người trẻ như cô biết được là quý lắm đó. Vâng. Nhưng mà cô hát ca trù mà cô có biết ý nghĩa của nó là cái gì không? Dạ thưa anh, thì xưa bày nay bắt chước thôi, chứ em thì em không biết ý nghĩa. Nhưng mà em chỉ biết mỗi một điều là nếu mà mình ghét thằng nào thì mình cứ trù cho nó chết. Mời cô. Vâng. Em xin phép anh, em ca trù ạ. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thâm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ liệu. Cô nó kẹp mẹ nó băng rồi. Trời ơi cô làm gì tôi sợ quá.
tiền nhà tôi còn không có đó, cô đừng có làm tôi sợ, tôi không có tiền mua ở tiền bảo hiểm cho cô đâu đó nha. Việc gì? Cô ừ. Cái đấy đoạn đấy mới là trù đấy. Anh sợ hả? Sợ anh chứ. Sợ vậy là em thành công rồi. Em trù mà thằng này sợ chết. Giờ cô hát thể loại thứ hai đi, nhạc nhanh. Anh cho em hát thể loại thứ hai. Ừ. Vâng, thể loại thứ hai em không hát một mình em mà em song ca lam lữ. Cái bài gì mà tôi nghe cái tựa sao nghe lam lũ vậy? Không phải em song ca lam lữ. Lam là man and woman đấy. Nam nữ. Vâng. Dạ. Ê, thôi nhưng mà cô hát nữ thôi, đừng hát nam nha. Sao thế? Tôi sợ lắm. Mà cô hát cô có diễn không? Có chứ ạ. À. Đừng. Thôi đừng diễn. Nãy con Hùng nó diễn tôi sắp chết rồi nè. Cô diễn tôi không biết tôi còn cái gì nữa nè. Cô anh yên tâm đi. Em diễn em phải diễn như thế nào chứ. Còn trên người anh còn gì để vặt. À. Em mà làm anh một phát nữa là anh như con lợn cạo bây giờ đấy. Vâng, thôi em xin phép anh cho em được song ca lam lữ. Cho anh cho em một tí music. À, music. Vâng. Anh hỏi đôi câu chuyện lòng, xuân nay tuổi độ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lo tôi đi, không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kệ mẹ tôi, người yêu chưa có anh hỏi mà làm gì? Ngại gì mà em đứng quá xa? Em ơi, anh xin được làm quen nhá. Thôi đi, anh này kỳ ghê à. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa nà, chưa hề biết nhau, nhớ nhá. Chớ lo, trước lạ sau quen. Em ơi, sao nỡ lạnh lùng, lòng anh tê tái khi em hững hờ. Nơi anh sao quá ngọt ngào, khiến nòng cũng phải xuyên sao. Nhưng tuệ có lúc người ta thay nòng. Em ơi, dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn trọn đời thủy chung. Hai nam nữ như vậy. Coi như tôi long trọng tuyên bố là cô là người trúng tuyển. Hai thí sinh dự thi, cô đậu hạng nhất. Hai người thi mà em đậu nhất hả? Vâng. Còn hãnh diện mẹ gì nữa. Anh ơi, em bây giờ em không cần biết là em đậu hạng mấy, miễn sao đậu là được rồi. Thế anh cho em xin tiền thưởng. Làm gì có tiền thưởng. Ở đây tổ chức ra thí sinh trúng tuyển thì giới thiệu đi hát. Hát người ta trả tiền, đó là tiền thưởng đó. Chứ đâu có tiền thưởng gì đâu cô. Mày đừng trách bà dở mặt nhá. Có tiền sư bố nhà mày sao mày rảnh thế hả? Cái tao mà nếu mà tao thích mà tao đi hát đi hò, tao gửi mẹ băng lên ba di bài nai, may ra tao còn được lên sân khấu lớn. Gớm mày, mày tổ chức hôm nay tao tưởng đó, hôm nay tao đến tao thi là tao quyết định là tao lấy tiền về tao trồng tiền đá banh cho chồng tao. Mẹ nó thua cái trận Brazil kia kìa. Chúng kéo dưới này còn thua nhiều hơn cả chồng tao đây này. Thằng nào cũng đâm đầu bắc vào đấy, thằng chồng tao đã thua nhiều lắm. Thế bây giờ không có tiền à? Dạ không có. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ lăn xê cô lên nổi tiếng. Xin lỗi mày, tự động lăn một mình đi nhá. Xê. Không có tiền, mày đặt tổ chức
miệt vương với trả miệt ruộng, rách việc bà phán mẹ cho nó thoáng. Go, go. Bữa nay thì sao? Hết gặp con khùng là gặp con tỉnh. Trời ơi, bây giờ không có tiền, có ai cứu tôi không? Tôi, ai? Tôi nè, tôi sắp chết rồi. Sao vậy? Trời ơi, tại sao nó nông nổi vậy? Tôi xách cái con quỷ khùng mới vô trong. Sao? Tôi vừa mở miệng á để bạc bạc tôi nằm luôn không ơi. Sao nãy tao nghe nó la ông sợ ông động nó. Trời ơi, tôi đâu có la được đâu. Nó la thất thanh mà nó cười mãn nguyện. Mà con này nó ngộ lắm không? Sao? Nó quánh xong nó băng bó nó mới mà chịu bỏ đi. Vậy là nó cũng còn tốt đó mày. Tốt bà nội tôi chứ tốt. Trời ơi, nó băng bó, nó lục hết tiền tôi, nó lấy sạch không còn một đồng một cắc. Nó nói tiền đó là tiền băng bó. Cũng tại ông cơ mà. Ông lừa gạt người ta, ông mở ra cái cuộc thi này làm gì? Bây giờ ông biết à, người ta nói cái câu là gậy của mình đập lên lưng của mình rồi, biết chưa? Nói bậy bạ không à. Gậy ông đập lưng ông gậy. Mày nào bị như vậy á, gọi là tiền mất tật mang. Tao nói mày nghe, tao biết hậu quả như vậy á, người ta đâu có làm. Nếu biết chưa có hôm nay thì ngày hôm qua chưa dối gian. Trong lòng em luôn thứ tàn, nhóm đời không tha thứ anh. Trách ai giờ đây đã lớn rồi. Đài truyền hình gia đình Nghiệp Vườn tới đây tuyên bố giải tán. Cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ, yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ, yeah. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè. Yeah. Năm nay năm tuổi á. Dạ, yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ, cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu, thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi. À, đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa. À, thì bà chị mới nói rõ ràng, chứ không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch, mà dạ, đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọc dưa. Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông mà trời sinh cũng cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là màu đen. Màu đen dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á. Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài.
Tài nào? Tài nhạc sĩ thôi mà. Tài nhạc sĩ? Trong chờ ai? Trong chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai rồi tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở sóng gà đây. Trinh. Trinh. Xin lỗi. Bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị vén cái quần cho tôi coi cái giò chút. Có phải không? Nghe tôi ở sóng gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên. Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trinh gà nồi ở sóng gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi, bà ác cái tôi quá, hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông chê tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông chê tôi xấu thì thôi, đi về đi. Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi, bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi, dù phố đêm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang giăng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày tình yêu em đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha phương em khóc cho đời biển xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút đêm anh ngỡ trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm trăng trôi. Thôi dẹp đi, dẹp đi. Ăn rồi xin hoài, cứ xin đêm trăng trôi hoài. Mới xin bữa nay mà. Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đêm trăng trôi rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông trăng trôi mà tôi trăng trôi. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng, cuối cùng không được mẹ vậy trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi, bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Trinh à, vậy nghe anh nói nè, cánh thư này kỷ niệm này ta đã tìm về với nhau rồi, hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây à? Em ở đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm vậy? Có, em không quên. Có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Được rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai hả? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không, tôi phải có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1000 lượng vàng của em. 1000 lượng vàng của tôi? Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ Trinh đáng giá 1000 vàng hay sao?
quên nè hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kính lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À. Em coi đi. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó là tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi, tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. À, rồi ở đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính vào ngàn lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục kg cho ngàn lượng. Ngàn lượng ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tào lao tới bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được rồi, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi. Mệt quá đi. Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi mất Trinh rồi. Nên. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông la đừng đừng mất tin gì la. À, tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất tin rồi, mất tin. Người ta tưởng tôi hãm hiếp ông sao? Trời ơi. Anh nói mất tin là mất em tin tin em quên rồi hả? Ồ thế à. Trời ơi có gì mà sao em thượng cẳng chân hạ cẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh tại vì em nghe anh la to quá em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Làm gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nói giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo?
Nghèo, anh nhạc sĩ mẹ em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe, nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tai tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yêu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương rồi ai nói lên qua cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe. Nghe cái gì? Yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoạt sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm thứ áo. Không tìm nào say đắm hơn anh đâu. Chờ một ngày qua một đêm đeo vui. Ta đừng về vang bóng đơn đời buồn. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước đồng xuyên là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bức gồng xiên là mình tính chuyện trăm năm. Cái nhà bà sắp bị nhà băng kéo rồi gì? Trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? Không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà, nhà băng không bao giờ được để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô, tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng tham với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, vâng, thôi chào bà chị. See you tomorrow. Chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì. Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế. Mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy. Dạ, vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Ồ, oh, thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng, phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Nanh heo là bùa mà. Ồ, oh, thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Ôi, nhưng mà con, nhưng mà thầy ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhé. Cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình á, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. À, trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi. Nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay, tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Bởi vì sao cô biết không? Sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi rồi ôi. Để người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. À.
Ôi trời hay vậy? Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama, ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cứ ốc là ố mà cái kiểu thế. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngài nói ông mới ra ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ, thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Úi giời, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây, cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên, kín đáo. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế, người ta đâu có muốn ai biết. Ồ, đây rồi. Là cộng đồng Việt Nam nhé. Tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng. Ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nhá. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Ồ. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hơn. Thầy nói thế là ngải nói là có thật hả thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả, nhưng vẫn cho mượn. Đấy. Cũng may là ngày hôm nay con tới gặp thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt Kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong mấy nó dụ hết sạch vì chúng nó xài bùa yêu, phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Mặc dù con biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rớt rớt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con nên con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó liền nó tự ly dị với cô à? Không. Sự thật mà nói ấy, thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy. Nên con có trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì nó chán con rồi. Mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn mình đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy. Điên, con để điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đây. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cái Molly Thot. Đấy. Dạ. Thế bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời. Thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì à thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ.
Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Thầy đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ, mặt nó tròn vằn vặn như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước, ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì. Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ còn một hạt đỗ đen quanh vành mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm. Vâng. À nó ruồi à? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ. Thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không? Ôi giời ơi, thầy bói hay quá. Giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Vâng, nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ mình... đem cái này về. Vâng. Đấy, thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng, mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy! Thần thánh nằm phải lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đẹp đẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Đây này, không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. Quần ải nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Úi trời, nếu mà không tháo ra thì nó ướt hết thì sao? Vớ vẩn rốt gì mà rốt lắm, thế lấy cái bọc ni lông ấy, rồi khâu nó lại. Vâng, vâng, vậy để con lấy. Nhớ này, vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ. Nhá. Cô về đấy, càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy, xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiên cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. Cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ đấy đắt tiền quá, tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái lại. Này, nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá. Để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Mày con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng, tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết, chỉ đến tôi là đúng thôi. Ông ấy thế nào rồi? À, chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về, tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật rửa ra, nó chết có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem.
Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá, chồng bà bệnh mấy năm rồi, đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui giả bao nhiêu tiền, bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dài away. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Dạ, thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Yes. Dạ. Master thạch cao, chuyên gia bùa ngải, thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi vậy, tại con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì? Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. À, thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ dạ biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Xong này á thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. À, tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? À, sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Sanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn. À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó cũng chạy bỏ mẹ nó rồi. Có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có, nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai ai dạ không, gốc Miên. Dạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Tại sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy? Sư phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi? Kiếm đâu nữa mà gác. Tại sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi. Nghe mà đau lòng. Tại sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần, ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. À, không biết là sao mà con cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế à, bây giờ à, để xem. Ai, thế à, vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó như vậy à, vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng á, nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á, thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh, để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy? Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lợi vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Ê, ngồi chờ tôi, nhanh thôi. Cái này, đây bùa, bùa đây là yêu này. Chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây.
Thế bây về giờ về đây cắt đôi ra dạ. nhá, rồi đeo vào. Dạ đeo trên ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói dạ. được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào đấy, rồi à, chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này, đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy, mà nếu mà có tắm ấy, thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Tắm bằng giấm. Hả? Tắm vậy chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, hồi nãy thầy dặn con là đeo cái đá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy? Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ vâng. Anh Giai xong rồi, anh Giai. Ôi ôi sao mà nhìn thấy quen thế? Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thầy Thạch Cao là chuyên trị về bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong lách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp bằng lách mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong rồi linh nghiệm ngay là sao được. Anh ơ hay, nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ. Bảo vợ con thích ăn nem, con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời vậy em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà nhờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau rồi. Thôi con cảm ơn thầy nha. Xin đóng lên từ trước anh hiểu kiếm. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi giả lại. Xin lỗi các người đi, các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần chó gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được 1,000 mốt. Thế là trong vòng một tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này.